Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đạt ở mức 1980 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng trong phiên giao dịch giữa tuần ổn định khi thị trường điều chỉnh sau đợt tăng mới đây, đẩy vàng lên mức cao nhất trong vòng 7 tuần. Các chuyên gia cho rằng đây là thời gian nghỉ ngơi để vàng chinh phục các mức cao mới. Triển vọng lạc quan được đưa ra khi giá vàng kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1980 đô la Mỹ trên một ounce và có thể tạo ra một cú hích mới trở lại mức 2000 đô la Mỹ trên một ounce nếu Fed báo hiệu rằng họ đã hoàn tất việc tăng lãi suất vào tuần tới. Trong nước, vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang mua vào mức 66,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 67,2 triệu đồng trên một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như khu vực Hà Nội và giữ nguyên mức giá ở chiều mua nhưng điều chỉnh 50.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng ngày trước đó. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số đô la Mỹ Index tăng 0,34%, đạt mốc 100,29 điểm. Đồng đô la Mỹ tăng trở lại vào phiên giao dịch vừa qua sau khi lạm phát ở Anh hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến trong tháng 6, khiến đồng bảng Anh giảm mạnh so với các loại tiền tệ chính khác. Đồng bảng xanh cũng đã giảm vào tuần trước sau khi dữ liệu được công bố cho thấy lạm phát hạ nhiệt, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ ngừng tăng lãi suất sau khi tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào ngày 25 và 26 tháng 7. Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh đã giảm 0,81% so với đồng bảng xanh xuống còn 1,2929 đô la Mỹ và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 7 là 1,2868 đô la Mỹ. Trong khi đó, đồng euro cũng tăng 0,59% so với đồng bảng Anh, đạt mức 0,8662 đô la Mỹ. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiều tiền? Uống đất tài thanh, trà xanh không độ, đôi bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thế nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.